bạn tứ quý, hoàn toàn miễn phí, số lượng có hạn, truy cập ngay đường link bên dưới phần mô tả video này. Tân binh Smart TV đến từ Trung Quốc, Kuka, đã làm gì ở thị trường Việt Nam để tăng trưởng tới 580% trong năm 2020? Năm 2020, Kuka và Koleta đã có mức tăng trưởng ấn tượng đạt 580%. Tháng 7 2021, TV S6G Pro Max của họ trở thành thương hiệu TV thông minh bán chạy số 1 trên sàn thương mại điện tử Lazada. Lợi thế cạnh tranh nổi bật của Kuka là có hệ điều hành riêng, chất lượng tiệm cận cao cấp nhưng có giá trung cấp. Tuy nhiên thì vẫn còn khá sớm để nói về câu chuyện thị phần của Kuka. Một khảo sát của Kantar và The Trade Desk cho thấy có 180 triệu người dùng tại Đông Nam Á đang xem tổng cộng 8 tỷ giờ các nội dung OTT mỗi tháng. Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cũng là một thị trường đứng thứ 3 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet với tỷ lệ xâm nhập Internet vượt qua ngưỡng trung bình của toàn cầu. Khu vực Đông Nam Á có tất cả là 672 triệu dân, trong đó có 463 triệu người sử dụng Internet, tương đương 69% tỷ lệ xâm nhập Internet và cao hơn mức trung bình trên toàn cầu chỉ là 59,5%. Bên cạnh đó cũng không quá khó để thấy được tiềm năng phát triển của thị trường TV thông minh đến từ sự thay đổi của cơ cấu dân số. Thị hiếu và xu thế giải trí tại gia đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn giãn cách do dịch bệnh COVID-19. Về mặt cơ cấu dân số, thì tầng lớp trung lưu đang mở rộng với thị hiếu mua sắm ngày càng thông minh hơn. Không chỉ đơn thuần là mẫu mã và kích thước màn hình, nhóm này còn đặc biệt chú ý đến giá trị tối ưu của sản phẩm, tức là chi phí hợp lý với chất lượng hay thông số kỹ thuật và dịch vụ gần bằng hoặc thậm chí là hơn. Như vậy là cơ hội vẫn còn rất lớn đối với thị trường TV thông minh tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đó là nguyên do thương hiệu TV Smart từ Trung Quốc Kuka vẫn quyết định mang chuông đi đánh sứ người Scale Up đến Việt Nam vào năm 2018. Vậy nên so với những gì cái tên già dơ trên thị trường như LG, Samsung hay Asanzo làm được thì họ vẫn được xem là tân binh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Raul Hua, Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của Kuka, thương hiệu con của Kuka, đã có những chia sẻ xung quanh về việc ra mắt cùng với chiến lược của Kuka và Koleta tại Việt Nam trong thời gian tới. Thưa ông, tham gia thị trường Việt Nam trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều thương hiệu lớn nhỏ ở nhiều phân khúc, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Kuka so với các đối thủ khác là gì? Ông Rohua trả lời, tầm nhìn thương hiệu của Kuka đó là khám phá, phát hiện và sáng tạo. Kuka đã thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của các công nghệ tiên tiến nhằm mang đến những sản phẩm công nghệ thông minh và thời lượng có thể đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ. Tầm nhìn này đã tạo ra được sức ảnh hưởng đối với người tiêu dùng tại các thị trường chính khi chúng tôi thu được những kết quả hết sức ấn tượng tại thị trường Đông Nam Á. Tháng 7 2021, Kuka trở thành thương hiệu số 1 trên sàn thương mại điện tử Lazada trong những ngày hội mua sắm Double Day như ngày 6 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 nhờ vào mẫu TV S6G Pro Max, một trong những sản phẩm TV chủ lực đang rất nổi tiếng của Kuka với chất lượng cao, mức giá phải chăng và tính năng hiện đại. Thậm chí vào năm 2020, chúng tôi đã lập ra hàng loạt kỷ lục tại Việt Nam với mức tăng trưởng ấn tượng 580%. Ở các thị trường khác như Đức, Nga và các nước Đông Nam Á thì chúng tôi cũng thu được kết quả tương tự. Hiện tại, Kuka TV tập trung vào thị trường trực tuyến. Vì thế, chúng tôi thấy được tiềm năng ở thị trường này là tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi phân phối thông qua các đại lý và các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, bao gồm Lazada, Shopee và Tiki. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm thêm những kênh bán lẻ trực tuyến và sẽ công bố ngay khi mà họ tham gia hệ sinh thái của chúng tôi. Vâng, con số tăng trưởng tới 580% tại Việt Nam thật sự rất ấn tượng. Thế còn ở sắp tới trong tương lai, Kuka sẽ có chiến lược nào để có thể tiếp tục giữ vững được đà tăng trưởng này thưa ông? Ông Rohua trả lời, Đông Nam Á là khu vực chiến lược trọng điểm của Kuka trong năm 2021. Để duy trì và phát triển kinh doanh tại khu vực này, Kuka tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm hợp tác sâu hơn với các kênh bán hàng và đối tác, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đầu tư nhiều hơn vào tiếp thị để tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng, nâng cấp các dịch vụ và luôn đặt người dùng cuối đối tác lên ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực để có thể giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo và thời thượng để đáp ứng về nhu cầu nghe nhìn cho người dùng cũng như mang đến những trải nghiệm giải trí tại nhà vượt trội. Chúng tôi cũng nhận thấy trong tương lai phát triển đầy hứa hẹn khi mà World Cup diễn ra Qatar vào năm 2022. Việt Nam là một quốc gia vô cùng yêu mến bộ môn bóng đá và chúng tôi nhận thấy người dùng có xu hướng nâng cấp TV để chuẩn bị cho những sự kiện thể thao lớn. Để đáp ứng được nhu cầu này, chúng tôi dự tính sẽ ra mắt một loạt các chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm TV trong thời gian tới. Thưa ông,
Dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang tạo ra những thách thức nào? Và liệu rằng nó có đem đến cơ hội mới nào cho thị trường CV nói chung và KUKA nói riêng hay không? Ông Ro Hua trả lời, nếu như xét kỹ ra thì đại dịch không chỉ mang tới toàn điều xấu, trong bức tranh không mấy đẹp đẽ đó, thi thoảng vẫn le lói vài ánh sáng. Ví dụ như thời gian của các thành viên trong gia đình dành cho nhau nhiều hơn trong lúc chờ đợi đại dịch kết thúc để bắt đầu cuộc sống bình thường mới. Hay nói một cách khác, TV thông minh là một trong những sự lựa chọn tốt nhất cung cấp được trải nghiệm giải trí phù hợp với chi phí hợp lý trong thời điểm nền kinh tế đầy thử thách như hiện nay. Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng tập trung mở rộng sự hiện diện của mình trong căn hộ của những người trẻ trên toàn cầu. Như đã đề cập đến, tầm nhìn thương hiệu của chúng tôi là khám phá, phát hiện và sáng tạo. KUKA thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển của các công nghệ tiên tiến nhằm mang đến những sản phẩm công nghệ thông minh và thời thượng có thể đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ. Vâng, ông luôn tự hào về công nghệ mới đón đầu xu hướng mới của mình. Vậy KUKA kỳ vọng sẽ thúc đẩy chỉ số kinh doanh như thế nào trong tương lai? Ông Ron Hua trả lời, về mặt cốt lõi, hệ điều hành KULITA được sinh ra để mang TV thông minh và những trải nghiệm giải trí sống động đến gần hơn với giới trẻ tại Việt Nam và Đông Nam Á. Hệ điều hành KULITA giúp cho chúng tôi tối ưu được phần cứng và phần mềm để mang đến những giá trị thực và cao cấp đến tay khách hàng. Nó tối ưu với nhiều đối tượng. Có thể bạn là thế hệ Gen Z muốn sở hữu một chiếc TV trong phòng ngủ để giải trí, học tập hay chơi game, hay là một gia đình trẻ đang tìm phương tiện giải trí cho con em. Chúng tôi đạt được mức tăng trưởng gấp 6 lần tại Việt Nam hồi năm 2020. Tuy nhiên, thì chúng tôi vẫn còn là một công ty khá mới trên thị trường, nên là việc bàn luận về thị phần thì có lẽ còn chưa phải lúc phù hợp. Tuy vậy, chúng tôi rất vui mừng với những gì mà thương hiệu đã gặt hái được tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. KUKA cũng đặt mục tiêu mang đến những sản phẩm công nghệ thời thượng và thời trang đến với người tiêu dùng Việt Nam, cũng như có kế hoạch mở rộng dài sản phẩm hướng tới một hệ sinh thái toàn diện dựa vào công nghệ IoT. Chúng tôi sẽ sớm công bố trong thời gian tới. Vâng, với định hướng công nghệ mới thì KUKA muốn lấp khoảng trống giữa TV truyền thống và TV thông minh. Vậy thì KUKA kỳ vọng như thế nào về mức tăng trưởng của hệ điều hành KULITA trong vòng 3 hay 5 năm tới không? Ông Ro Hua trả lời, trong vòng 3 đến 5 năm tới thì chúng tôi kỳ vọng sẽ có 10 triệu người dùng hệ điều hành KULITA trên toàn cầu. Và để có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng như vậy, chúng tôi đang triển khai chiến lược với 3 mũi nhọn như sau. Mũi nhọn thứ nhất, chúng tôi đang tích cực quảng bá hệ điều hành KULITA đến những thương hiệu sản xuất TV OEM, tức là nhà sản xuất thiết bị gốc, để tận dụng các chương trình hợp tác của chúng tôi, bao gồm các nền tảng phát nội dung, các trò chơi, các nhà cung cấp giải pháp IoT. Qua việc thiết lập hợp tác với các hãng TV thì đặc biệt là với những công ty lớn, chúng tôi có thể tăng số lượng người dùng hệ điều hành KULITA một cách nhanh chóng tại những thị trường chủ chốt. Chiến lược mũi nhọn thứ hai đó là chúng tôi đang liên tục cải thiện về mặt nội dung, trải nghiệm và giao diện người dùng của hệ điều hành KULITA nhằm tăng thêm giá trị có thể mang đến cho người dùng trên toàn cầu, như thêm tính năng cho sản phẩm và thêm nhiều ứng dụng hơn nữa chẳng hạn. Chiến lược mũi nhọn thứ ba của chúng tôi đó là điều quan trọng nhất, chính là việc tăng cường và thắt chặt mối quan hệ với những người dùng hiện hữu, cũng như là tiếp tục duy trì sự linh hoạt của nền tảng và hệ sinh thái TV thông minh trong việc tích hợp với các ứng dụng, thiết bị và nội dung mới. Chúng tôi kỳ vọng có thể giúp các đối tác của mình được hưởng lợi trong khi vẫn thỏa mãn được nhu cầu của người dùng và gia tăng số lượng mối quan hệ hợp tác trên toàn cầu, từ đó có thể tạo ra được giá trị thực cho người dùng cuối. Thưa ông có đề cập đến chương trình hợp tác, vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Ông Ron Hua trả lời, KULITA đã thiết lập một số mối quan hệ hợp tác trên khắp Đông Nam Á để mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn giải trí hơn. Người dùng trong khu vực có thể truy cập vào các ứng dụng như là WeTV, Thuya, Yusifano, Selfie, Foxsong, YouTube, Clip TV, Netflix Video, FPT Play, QJY và IQG để xem tin tức, thưởng thức các bộ phim yêu thích, chương trình truyền hình, chơi game và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Hệ điều hành KULITA hiện tại có mặt trên một số mẫu TV thông minh của KUKA và những thương hiệu TV hàng đầu trên thế giới như là Skyworth và Mez Blue. Chúng tôi kêu gọi các đối tác trên thế giới đồng hành cùng với mình, từ nhà cung cấp nội dung, các thương hiệu TV, nhà cung cấp tính năng thông minh cho đến các nhà cung cấp hỗ trợ IoT, nền tảng trực tuyến và các nhà cung cấp phần cứng. Những chương trình hợp tác khác sẽ được công bố trong tương lai. Vâng, tầm nhìn của KUKA trong tương lai sẽ là gì? Và KUKA có định xây dựng nên một hệ sinh thái để phục vụ cho TV thông minh của mình như là các nhãn hàng lớn đang làm không thưa ông? Ông Ro Hua trả lời, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ điều hành TV giàu nội dung và mượt mà để đáp ứng nhu cầu mới của giới trẻ, tức là những người thích sử dụng Internet. Vì giá trị cốt lõi của chúng tôi là phải hết sức thấu hiểu thị trường và tạo dựng những mối quan hệ win-win. Chúng tôi kỳ vọng thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái TV thông minh sâu rộng,
Đôi bên cùng nhau có lợi thì nhu cầu của mọi đối tác trong hệ sinh thái, bao gồm cả người dùng nữa, đều sẽ được thỏa mãn. Lấy ví dụ, chúng tôi sẽ thương thảo thêm với các nhà cung cấp nội dung về mặt lợi ích hợp tác như đối tác hiện tại của chúng tôi ở Việt Nam là FPT. Tận dụng chương trình hợp tác với FPT, chúng tôi sẽ sử dụng tính năng độc quyền của hệ điều hành Kolita CC Plus là một nền tảng phát sóng trực tuyến được tích hợp sẵn để quảng bá các mã miễn phí hoặc giảm giá để người dùng có thể trở thành hội viên của FPT. Hệ điều hành Kolita 1.0 mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đổi mới. Đội ngũ Kolita cam kết sẽ cải tiến hệ điều hành và tiếp tục mang đến nhiều giá trị cộng thêm qua tính năng và dịch vụ mới, bao gồm những ứng dụng mà người dùng yêu thích, các trò chơi trên đám mây cũng như là các nền tảng phát trực tuyến OTT. Xuất hiện trước tiên tại thị trường Đông Nam Á, hệ điều hành Kolita sẽ dần mở rộng ra các thị trường khác trên toàn cầu trong thời gian tới, trong tương lai. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Quỳnh Như, doanh nghiệp và tiếp thị, CafeBiz, Dubai TV, tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.